Nếu bạn không biết, thì vào năm 2006, tại một sự kiện đấu giá từ thiện có tên là Love is Big, Love is Fabric, lấy cảm hứng từ nhà sáng lập Chanel là Coco Chanel, với bộ outfit Chanel cổ điển, phiên bản Fabric 1000%, collab với Coco Chanel, là một trong những sản phẩm được ra giá cao nhất tại sự kiện. Nó có giá lên tới tận 28.000 đô, mà chúng tôi Việt sắp ra là khoảng 658 triệu Việt Nam đồng. Vậy thì tại sao mà Fabric lại có mức giá đắt đỏ như thế? Nó có gì đặc biệt mà được nhiều người đam mê đến như vậy? Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bò và Gấu. Trong số lần này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu nguồn cơn của câu chuyện nhé! Đây là Nhật Bản, xứ sở mặt trời mọc. Zoom vào một chút thì đây chính là Tokyo. Ngày ấy, tại một văn phòng nọ, có một nhân viên tên là Tatsuhiko Akashi. Là một người chơi đồ, nhưng mà là đồ chơi. Công ăn việc làm ổn định, lương thì cao nên tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề khiến Akashi phải buồn phiền. Mà là... 5 phút nữa phải xong một đống này, không được bước. Đúng vậy, điều khiến Akashi buồn phiền nhất chính là... cái công việc này. Công việc thì chán, ngày thì ngồi 8 tiếng. Áp lực và sự nhàm chán đến tột cùng trong công việc khiến ông dần mất đi niềm vui và cảm hứng làm việc. Chán nản lắm rồi, dẹp, nghỉ. Để thay đổi không khí, Akashi quyết định đi nhặt lá, đá ống bơ, đến một nơi có hoa, có lá, đá xen giữa để giúp tinh thần được thanh tịnh. Thế nhưng nào có ai ngờ chuyến đi này đã thay đổi cả cuộc đời của Akashi. Trong lúc đi dạo quanh khu Shibuya, ông đã vô tình lạc vào Zap, một cửa hàng bán đồ chơi của Mỹ. Cửa hàng đồ chơi này đã khơi dậy ngọn lửa đam mê chôn vùi bấy lâu của Akashi, với niềm yêu thích bất tận những bộ phim bom tấn Hollywood từ thuở nhỏ. Sống ở trên đời là phải có đồ chơi, chứ không mai kia xuống âm phủ không có mà chơi đâu. Về đến nhà, ông quyết định đập lợn, bộc ngay cho mình một bát họ. Mở tiệm đồ chơi nằm tại Ebisu, Tokyo, Nhật Bản. Đâm lao thì phải theo lao. Đã hết mình vì đam mê rồi nên ông cũng bất chấp hết. Kể cả có phải cắn răng chấp nhận chia sẻ địa điểm với một quán ăn chuyên về tonkatsu. Hiểu đơn giản thì là quán cơm thịt lợn chiên. Đây là dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự ra mắt của Medicom Toy Corporation. Medicom Toy được thành lập vào năm 1996, là nơi chuyên sản xuất đồ chơi và mô hình. Thích thì nhích, Medicom Toy ra mắt vào thời điểm thị trường đồ chơi Nhật Bản có những phát triển đột phá. Đan xen kết hợp với văn hóa đường phố, mục tiêu của Medicom Toy là tạo ra các tác phẩm có thể sưu tập được, chứ không hẳn chỉ là đồ chơi thông thường. Đồng thời, hãng cũng bán với số lượng có hạn, nên giá vừa đắt lại vừa hiếm. Đồ chơi của Medicom Toy cứ phải gọi là đắt như tôm tươi. Nổi bật nhất trong số này là Cool Brick, một loại đồ chơi mà nhìn như Lego, nhưng lại không phải là Lego. Cụ thể hơn, thì đây là sản phẩm được tạo ra để vinh danh Stanley Kubrick, một nhà làm phim nổi tiếng với nhiều tác phẩm kinh điển. Ngoài ra, cái tên Kubrick còn là sự kết hợp giữa Q, số 9 trong tiếng Nhật và viên gạch trong tiếng Anh. Số 9 ở đây ám chỉ số bộ phận cơ thể được sử dụng trong một mô hình Kubrick, bao gồm đầu này, thân này, hông này, hai cánh tay, hai bàn tay và hai chân nữa. Với thiết kế độc và lạ của mình, tiếng tăm Kubrick nhanh chóng lan rộng khắp Nhật Bản, doanh số cứ thế là bù lổ. Thậm chí, nó còn nổi tới nỗi ban tổ chức của World Character Convention, hội nghị nhân vật quốc tế ở Tokyo đã tìm đến Akashi và ngỏ ý đặt hàng 10.000 con để tặng khách nhân dịp triển lãm năm 2001. Offer ngon như thế này, tội gì mà không húp. Cứ mà làm tận 10.000 con mà dí cho cái quả deadline ngay sắt nút này thì làm sao kịp. Vậy làm thế nào để không tuột mất cái kèo ngon mà lại còn vừa sản xuất kịp deadline? Khó lo cái khôn. Lúc này, Akashi mới nảy ra một ý tưởng. Thay vì phải đúc từng thứ một, ông làm một cái khung cho cả thầy 10.000 con. Mỗi con ông thay đổi một chút cho nó khác nhau. Còn phần đầu thì ông nhanh trí gắn luôn cái khuôn đầu hình con gấu vào. Nhân vật mới này đã được Tatsuhiko Akashi đặt tên là Bear Brick. Ông thể giải thích tại sao lại là con gấu mà không phải con bò, con heo, con lợn được không ạ? À? Em gì ơi, em đang hỏi một câu mà tôi không hề thích một chút nào đâu nhé. Tôi thấy rất nhiều bạn cứ nhai đi nhai lại cái câu là tại sao lại là con gấu. Muốn biết tại sao là con gấu mà không phải con khác thì hãy so sánh, hãy xem, hãy đọc, hãy tìm hiểu các con vật khác. Nếu tìm hiểu và đọc được các thông tin mà cảm thấy rằng là à tại sao không phải con khác mà lại là con gấu nhỉ, thì mình cần phải mua rồi tự trải nghiệm. Thay vì hỏi một câu cứ nhai đi nhai lại một câu như con bò là tại sao là con gấu, rồi lại vào cười ha ha xong rồi viết tinh ta linh tinh ở đây. Tất cả những ai vào hỏi tại sao lại là con gấu thì tôi đều một là xóa, hai là block hết. Tôi không thích câu chuyện này. Nhưng mà ông có thể giải thích một lần cuối được không ạ? Đặc biệt là cho những khán giả mới xem, những người chưa biết. À, được rồi, đây sẽ là lần cuối tôi trả lời câu hỏi này. Đây nhé. Clip này đã có quảng cáo, không có tiền thì sống làm sao?
NZX hân hạnh tài trợ chương trình này. NZX là ứng dụng đầu tư chứng khoán miễn phí giao dịch trọn đời, giao diện thì dễ sử dụng, đã thế còn miễn phí 2 lốp khi mở tài khoản. NZX dùng một lần, nhớ một đời. Thôi tóm lại đơn giản là thế này. Gấu Teddy vừa kỷ niệm 100 năm ngày phát hành nên tôi nghĩ là thôi mình làm mẫu con gấu đi. Kết quả là bạn biết con gì ra đời rồi đó. Từ đây, Bebrick, một nửa là gấu, một nửa là con Kubrick bụng phệ, chính thức được phát hành vào ngày 27 tháng 5 năm 2001. Dưới dạng quà tặng đính kèm, Bebrick đã nhanh chóng nhận được sự công nhận từ khách hàng. Trải qua hơn 20 năm phát triển, chúng dần trở thành một nhân vật kinh điển, đặc trưng, có tính biểu tượng và là một phần quan trọng trong lối sống trẻ, đề cao phong cách, nghệ thuật và thời trang. Cụ thể hơn thì hiện nay, Bebrick đang có tận 6 phiên bản khác nhau với đa dạng chất liệu như là gỗ, nhựa tổng hợp, nhựa phát sáng, da lộn, kim loại, vân vân. Nhưng mà ăn tiền nhất thì vẫn là 100%, 400% và 1000%. Đối với con 100% thì có chiều cao tương ứng là 7cm. Đây được xem như là thiết kế tiêu chuẩn của Bebrick. Cuộc sống giống như một hộp chocolate vậy. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng bạn sẽ nhận được điều gì. Câu này thì hoàn toàn đúng với trường hợp của Bebrick 100%. Phiên bản này sẽ được đặt vào trong các series Blind Box gồm 24 hộp với 13 thiết kế khác nhau mỗi series nên khả năng bị trúng rất là cao. Chả biết đâu mà lần. Hên hên thì bóc được mấy con hiếm hiếm, còn đen thì thật đúng như là quay vào ô mất lượt. Chán chả buồn lói, cơ mà vì cái sự may rủi mà mấy cái hộp này cứ phải gọi là đắt như tôm tươi, lúc nào cũng cháy hàng. Còn về phần 400%, phiên bản này cao khoảng 28cm. Không quá nhỏ mà cũng chẳng quá to, phù hợp để trang trí, từ góc làm việc cho đến để trong tủ kính. Nói chung là ngoài việc bỏ vào ngâm rượu ra thì cứ gọi là hết nấc. Khi kích thước gấu Bebrick càng lớn, càng chứng tỏ độ giàu có của chủ sở hữu. Nếu mà sở hữu size 1000% thì khỏi cần nhìn cũng biết là auto đẹp trai. Đây là kích thước lớn nhất, chủ yếu dùng để trưng bày tại triển lãm nghệ thuật. Với số lượng có hạn, phiên bản 1000% thường được dân chơi săn đón nhiều bởi sự độc nhất vô nhị. Mặc dù thành công là vậy, nhưng nhắc tới Bebrick thì không thể không nhắc tới những màn collab thần thánh. Bằng cách bắt tay với thương hiệu đình đám như Hermès, Kors, Swarovski, Stussy và tỷ tỷ các hãng khác, hình tượng Bebrick từng ngày trở nên độc đáo và đặc biệt hơn. Nhất là phiên bản hợp tác với Swarovski có tên là viên pha lê trắng Giáng sinh, rơi vào khoảng 14.000 đô. Thậm chí những người nổi tiếng cũng tham gia săn lùng và sưu tập Bebrick. Có thể kể tới như Pharrell Williams, Drake, Takashi Murakami, các thứ. Ngoài việc mấy ông này cũng săn Bebrick như người bình thường ra, thì họ cũng tranh thủ hợp tác với Akashi để cho ra Bebrick của riêng mình luôn. Nói chung là một công đôi việc, vừa có tiếng lại vừa có miếng. Hiện nay, doanh thu của Medicom Toy đã rơi vào khoảng 5-10 triệu đô. Trên thị trường resale, tổng giá trị mua bán của mấy con gấu này đã lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Phiên bản đắt nhất cho tới thời điểm hiện tại là của Yue Minjun, được phát hành vào năm 2008 và được bán tại một buổi đấu giá với giá tiền lên đến gần 190.000 đô, tương đương 3,7 tỷ đồng. Thời thế thay đổi, Kubrick dần bị mọi người lãng quên, nhưng sự nổi tiếng của Bebrick đã mang tới một cái nhìn hoàn toàn khác về ngành đồ chơi. Với số lượng có hạn, cùng đặc điểm đa dạng và dễ chỉnh sửa, khiến cho chú gấu Bebrick giờ đây không chỉ là đồ chơi cho trẻ em, mà còn được rất nhiều người lớn sưu tầm và thèm muốn. Nó dần trở thành món đồ chơi xa xỉ của giới thượng lưu, là cách để họ thể hiện đẳng cấp. Chắc các bạn tưởng là hết video rồi đúng không? Chào mừng các bạn đã đến với chương trình cuối mỗi video, nơi mà chúng mình sẽ trả lời các comment câu hỏi của các bạn. Comment đầu tiên của mình Hiếu Vũ: nếu mình tặng quà cho một người mà người đó lại lấy món quà đó để đổi lấy một món đồ khác thì mình phải làm sao? Mong chị cho lời khuyên. Em lại dại rồi. Xưa nay các cụ có câu: yêu nhau 10 phần giữ lại 9 phần rưỡi. Lần sau để tiền mua quà đấy bồi dưỡng cho bản thân nhé em ơi. Không có người này sẽ có người khác. Không sao hết em nhé. Comment tiếp theo của Long Nguyên: Mễ là Mexico chứ không phải là Mỹ nhá. Nhầm tí, mấy ông bắt bẻ quá đấy nhở. Cơ mà cái này tôi không biết đâu. Bình thường tôi gọi Mexico là taco cơ. Comment cuối cùng của Wakai 1245: 5.000 người đăng ký nữa thôi là yeah, nút bạc cận kề. Đúng vậy. Thế nên thời điểm này chúng mình rất cần sự trợ giúp của các bạn. Mọi người trong team ai cũng hóng nút bạc, nên là các bạn hãy cho chúng mình xin một like và một subscribe nhé. Hứa sẽ có clip unbox nút bạc mãn cái đôi nhãn cho 500 anh em.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ bật thông báo để xem những video mới của bọn mình. Cũng đừng quên like và subscribe nhá. Bye bye.